Tuyết Nha và Bùi Quang Vinh xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền hình IBC TV và ủng hộ trên các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc đề nghị hòa bình của Elon Musk bị Kiev chỉ trích Điện Kremlin hoan nghênh. Phát ngôn viên Điện Kremlin vào hôm thứ Ba đã hoan nghênh đề nghị của ông chủ Tesla Elon Musk thực hiện các biện pháp chấm dứt cuộc chiến tranh Ukraine đã bị Kiev chỉ trích vì các điều khoản của thỏa thuận mang lại lợi ích cho phía Nga. Nội dung bài viết của Elon Musk đăng trên Twitter vào hôm thứ Hai đề nghị Ukraine nhượng Crimea vĩnh viễn cho Nga và tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý đặt dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc để xác định số phận các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát và thi hành chính sách trung lập tại các vùng lãnh thổ còn lại. Trong khi đó, sau khi Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào hồi tuần vừa qua, Kiev tuyên bố đã nộp đơn xin gia nhập NATO và quyết định không đàm phán, chừng nào Putin còn là Tổng thống Nga. Tính đến thứ Ba, đề nghị hòa bình của Musk đã thu được hơn 2,5 triệu ý kiến với 60% phản đối. Thanh niên của Nga đã vượt hàng trăm dặm đường né tránh lệnh tổng động viên của Putin. Sau khi ông Vladimir Putin ra lệnh tổng động viên đưa vào vùng chiến sự Ukraine thêm 300.000 binh sĩ, đông đảo thanh niên Nga tại Moscow tìm cách thoát khỏi đất nước để khỏi đi thi hành quân dịch. Một số người cho biết họ phải lên xe hơi chạy suốt quãng đường hơn 450 dặm để đến Minsk, thủ đô của Belarus, lên máy bay tới Tashkent, thủ đô Uzbekistan. Họ kể chuyện vượt qua các cánh rừng để vào biên giới Belarus bất hợp pháp. Sắc lệnh tổng động viên đã được ông Putin ban hành, buộc hàng chục ngàn thanh niên Nga bỏ chạy khỏi đất nước. Kirill Ponomarev là ký giả 24 tuổi từ Voronezh đã trải qua hành trình dài hơn 6.000 dặm suốt một tuần lễ bằng xe hơi, xe lửa, phi cơ cho tới khu vực Armenia. Ponomarev có một tiếng đồng hồ thu dọn hành lý trước khi lên xe hơi chạy 600 cây số tới Volgograd, gần biên giới Kazakhstan, Tashkent và Yerevan, cũng như thủ đô các quốc gia thuộc Liên Xô cũ cho phép người Nga tới mà không cần visa, trở thành nơi trú ẩn, đặc biệt là các thành viên gia đình thuộc tầng lớp trung lưu của Nga. Họ cho biết họ sẽ không về Nga ít nhất là nửa năm nữa. Theo tin từ Đài Loan, Trung Quốc tìm cách bình thường hóa hoạt động quân sự gần hòn đảo. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng Trung Quốc đang tìm cách bình thường hóa các hoạt động quân sự của họ gần Đài Loan, bao gồm việc băng qua ranh giới của eo biển Đài Loan. Điều này đặt ra một cách thách thức chưa từng thấy trước đây, theo Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết vào hôm 4 tháng 10. Trong tương lai, các hoạt động của máy bay và tàu quân sự Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của chúng ta, vượt qua đường trung tuyến và tiếp cận các khu vực hàng hải gần hòn đảo sẽ dần trở nên bình thường hóa. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, quân đội quốc phòng của Nga phải đối mặt với một thách thức không giống như bất kỳ thách thức nào mà họ từng thấy trước đây. Bộ này cho biết trong một báo cáo gửi đến Quốc hội trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Chu Ko-chung tiếp nhận chất vấn của nhà lập pháp vào ngày 5 tháng 10. Reuters đã xem được một bản sao của thông báo này. Trung Quốc nói rằng các lực lượng vũ trang của họ có quyền hoạt động xung quanh Đài Loan vì đây là lãnh thổ của Trung Quốc. Thống kê cho thấy các sinh viên Việt Nam nào tốt nghiệp ở nước ngoài không muốn về Việt Nam làm việc vì môi trường không thuận lợi. Môi trường làm việc không phù hợp, thu nhập quá thấp khiến cho nhiều chuyên viên Việt Nam ở lại nước ngoài làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Tiến sĩ Phan Minh Liêm, 39 tuổi, chia sẻ quyết định ở lại Hoa Kỳ sau thời gian theo học đại học từ năm 2005. Anh Liêm đang làm việc ở trung tâm ung thư MD Anderson của Đại học Texas, nơi tọa lạc một trong những viện y khoa nghiên cứu về bệnh ung thư hàng đầu thế giới. Theo lời anh Liêm, thì môi trường làm việc lạc hậu, mức lương thấp, không đãi ngộ nhân tài một cách tương xứng là nguyên nhân khiến cho người Việt Nam ở nước ngoài làm việc hơn là quay trở lại Việt Nam. Anh bắt 3 công dân Việt Nam trồng cần sa ở Clock Face. 3 người đàn ông Việt Nam bị cảnh sát Anh bắt giữ sau cuộc bố ráp 300 cây cần sa được tìm thấy tại một ngôi nhà tọa lạc ở đường Angus ở thành phố Clock Face khoảng 9 giờ 30 sáng ngày thứ Sáu 30 tháng 9. 3 người đàn ông Việt Nam ở độ tuổi từ 40 đến 52 bị bắt vì tình nghi trồng cần sa và trộm điện. Cảnh sát tịch thu 300 cây cần sa ước lượng khoảng 320.000 bảng Anh cùng với điện thoại di động và một số tiền mặt. Bản tin địa phương, Thống đốc Newsom ban hành đạo luật công nhận Tết âm lịch là ngày lễ tại California. Thống đốc Gavin Newsom ký ban hành đạo luật chính thức công nhận Tết âm lịch Lunar New Year là ngày lễ của tiểu bang California. Đạo luật đã được dân biểu Evan Lowe giới thiệu bảo trợ, một trong số các đạo luật đã được ông Newsom ký ban hành vào tối thứ Sáu 30 tháng 9, cho phép nhân viên của tiểu bang được nghỉ 8 tiếng nghỉ lễ để chào mừng Tết âm lịch. Tuy nhiên, luật này không bắt buộc các công ty tuân thủ mà tùy theo sự lựa chọn, hoặc không tuân thủ, hoặc cho nhân viên nghỉ và trừ vào ngày nghỉ hàng năm, hoặc cho nhân viên nghỉ mà không trừ vào thời gian nghỉ phép của năm.
Với việc công nhận Tết âm lịch như vậy, tiểu bang California có thêm 3 ngày lễ mới là ngày Juneteenth tuyên bố trả tự do cho người nô lệ da đen, ngày Genocide Remembrance Day tưởng nhớ 1,5 triệu người gốc Armenia bị đế chế Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ giết hại. Tết âm lịch thường đến vào cuối tháng Giêng đầu tháng 2 dương lịch, được đa số những người Á Châu như là người Hoa, người Đại Hàn, Việt Nam và cộng đồng Á Châu chào đón. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức buổi chiều ngày hôm nay cùng với đài truyền hình ABC TV do ban tin tức xứ ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân đến tất cả quý ân nhân và quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt kết nối từ tâm trong suốt thời gian qua để mang đến rất nhiều những món quà đầy tình yêu thương đến cho những mảnh đời bất hạnh đau thương, song song với việc xây dựng hàng trăm những cây cầu và những mái nhà tình thương hay những giếng nước sạch khắp nơi để tạo thuận duyên cho việc thực hiện từ thiện được liên tục và lâu dài trong năm 2023. Rất mong sự ủng hộ quý báu của quý vị dành cho buổi tiệc chay gây quỹ của Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt được diễn ra vào ngày thứ Bảy ngày 5 tháng 11 2022 tại nhà hàng Seafood World và với giá vé ủng hộ là 45 Mỹ Kim một vé. Quý vị cũng có thể ủng hộ bằng cách mua vé số với giá vé là 10 Mỹ Kim cũng sẽ được xổ số trong buổi tiệc chay gây quỹ vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Mọi chi tiết xin mời quý vị có thể mua vé tại đài IBC TV với số phone là 714-892-5400. Quý vị cũng có thể ghé đến với chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp tại St. Gabriel để ủng hộ cho tiệc chay gây quỹ của Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt tới đây. Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha xin cảm ơn quý khán thính giả và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức tối nay.